Bố là người đầu tiên nắm tay cô ấy, không phải con. Người đầu tiên hôn cô ấy là bố, không phải là con. Người đầu tiên bảo vệ cô ấy là bố. Nhưng người có thể đi cùng cô ấy suốt cuộc đời đó là con, chứ không phải là bố. Nếu có một ngày con không yêu cô ấy nữa, đừng phản bội cô ấy, đừng đánh cô ấy, đừng nói với cô ấy, nói với bố, bố sẽ đưa cô ấy về.